Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành công điện số 1420 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ mới theo phương châm 4 tại chỗ, lưu ý bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, tổ chức thông tin hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ, triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài, khắc phục nhanh các sự cố do đợt mưa lũ vừa qua, triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập, tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn, đặc biệt đối với các hồ đập xung yếu đã đầy nước, chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ, không để bị động bất ngờ.